sau này sẽ tổ chức mình đứa mời hoa hay là mùa sau hơn nha. Chúng ta nên làm những động tác này trước khi ngủ sẽ giúp cho giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Ok. Và mình đang hướng dẫn một số động tác cơ bản để có thể nâng cơ mặt và giúp cho giấc ngủ sâu hơn. Và hẹn mọi người video sau nha. Video sau mình sẽ thêm nhiều động tác nữa chi tiết hơn để chống